Hạng cân 84kg giữa hai đô, Đô Nguyễn Văn Chính Vĩnh Phúc khối đỏ gặp Hoàng Văn Biên Ninh Bình khối xanh, hai đô vào sới. Hai đô xe đạp. Chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Các đôi không cầm 1, 2, 3 ngón tay của nhau. Trận đấu tiếp tục. Công bố kết quả lúc 1 phút 44 giây, hiệp 1, Đô Nguyễn Văn Chính của Vĩnh Phúc, khối đỏ thắng cuộc.